đi nhanh lên. Đèo mỗi cái ba lô thôi mà cũng lắm chuyện. Ai mua kem nào? Kem vừa ngon vừa rẻ đây, rất là mát luôn. Mình để kem trong thùng xốp này, không mua nhanh nó anh đẩy nước hết. Ăn mua kem đi, kem vừa ngon vừa rẻ đây. Ui, bác, ra mua kem chào bác ơi. Mẹ mua kem cho con đi. Con ăn nước à? Con ăn kem. Đi ra kia mua cho. Ba ơi, kem ngon rẻ ba ơi, rất là ngon luôn. Wow. Rất nhiều. Wow. Ê ba ơi, bác mua đi, kem nào cũng ngon ba ơi, rất là rẻ luôn. Kem nào? Kem Merino, kem chay này, với cả kem Celano, rất là ngon luôn ba ơi. Bác mua nhiều cho cháu. Ăn kem này. Bác kem cái này cho cháu. Cái này 20.000 bác ạ, rất là rẻ luôn. Bác tự ăn kem rất ngon luôn bác ạ. Ba ơi, bác từ sáng giờ cháu chưa được ai mua đâu, bác mua nhiều cho cháu nhá. Bây giờ bác thấy nhá, kem rất là ngon luôn. Kem ngon quá. Mẹ ơi, chấp cho con của bạn. Nè, cơm quạt mà quạt cho em đi. Kem mát quá. Bác ơi, bác mua thêm nhiều kem đâu bác. Kem rất là ngon luôn bác ơi. Cho bác một cái khác đi nào. Vâng. Ê bác ơi, kem này rất ngon bạn. Có 3 màu rồi bạn ơi. Kem một trắng này, xanh cây với sô-cô-la bác ơi. Rất là ngon luôn. Vâng, kem cũng rất là ngon luôn. Ngon không? Vâng. Cái sô-cô-la này rất là ngon luôn. Sô-cô-la nó tự làm ấy. Ừ, ngon quá. Ý vậy, có trúng thưởng. Trúng may mắn lần sau. Bác không may mắn rồi. Mẹ và em ăn kem ngon quá. Mua cho con đi, con khát nước quá à. Thôi lấy chai nước lọc ở trong ba lô uống đi. Uống nước lọc đi, xong rồi đưa nhanh lên còn quạt. Quạt nó nóng quá. Lấy nước lọc uống đi. Lau bao cái gì đấy, quạt nhanh lên nóng quá. Quạt cái kiểu gì đấy, quạt mạnh mạnh cái tay đấy lên này. Kem ngon không bác? Ngon cháu ạ. Bác không mua cháu đi một kem đi. Bà mẹ này, không mua kem một đứa lớn, khổ thân thế nhỉ. Thì có ăn kem rồi mẹ mua cho. Thật ạ, dạ có ạ. Ô, cảm ơn bác. Thế bạn thì ăn kem gì bạn ăn? Đây, ăn kem này, ăn kem này. À đúng rồi, bạn này kem này rất rẻ luôn, 3 màu này. Ồ, không sao, bằng giá nha. Cảm ơn bác rất nhiều. Ui, ngon quá. Ồ, wow. Ăn nhanh lên, con đi. Vâng ạ. Ơ, mẹ ơi, hình như còn thấy ô tô ở đâu ấy. Bác ơi, có người cho tôi thấy xe ở bên kia kìa. Mẹ nhanh lên đi, về đằng kia chơi đi mẹ. Chờ tí. Ôi, mẹ ơi. À, bác ơi, bác chưa trả tiền cháu bác ơi. Bác quên mất, của bác bao nhiêu tiền nhỉ? Của bác á, 45.000 bác ạ. Vâng, cảm ơn bác đã mua cháu ạ. Ui, may quá, đúng còn 45.000. Vâng. Cháu cảm ơn bác. Yeah, được tiền quá. Thì đây mình đi ăn. Thôi,
xuống cho bạn ấy chơi nhá. Xuống cho. Xuống xe. Cháu đi không? Đó. Đây này. Ôi, dừng lại. Có tiền không? Có. Ừ. Đâu? Mẹ cháu kia. Mẹ cho đi xe tớ nhá. Ờ. Chú ơi, bao tiền một lượt đấy? 40.000 nha chị nhá. Kẹo có rất nhiều loại kem luôn, rất ngon này. À, đây có kem gì nào? Đây có kem màu hồng này.